Tôi tên là Thương Kha, tôi ăn chay hơn 25 năm rồi. Năm nay Thương 50 tuổi. Từ hồi ăn chay đến giờ tôi cảm thấy cơ thể mình thay đổi rất nhiều, thoải mái, nhẹ nhàng. Mọi người nhìn vô nói sao Thương trẻ vậy? Mình cũng thấy vui, mình cũng thấy hãnh diện. Thương cũng trả lời với người ta là tại Thương ăn chay. Đó. Từ hồi ăn chay đến giờ không uống một viên thuốc, không có đi bác sĩ nữa. Cho nên thành ra mình cảm thấy rất là vui và tự tin là khi mình ăn chay. Mình năm nay 51 tuổi, sinh năm 1970. Mình rất cảm ơn nhờ có ăn chay cho nên sức khỏe của gia đình mình cải đổi rất là nhiều. Lúc mình ăn mặn thì là mình nóng tánh lắm, rồi không có nhẫn nhịn được. Nhưng mà khi mình ăn chay tới giờ đó thì cái sự nóng nảy cũng còn nhưng mà giảm rất là nhiều, dù 10 phần thì giảm được tới 7 phần, 8 phần, còn có 2-3 phần thôi đó. Tôi tên là Dương, năm nay 48 tuổi. Tôi ăn chay tới nay cũng đã gần 30 năm. Sau khi ăn chay thì thấy trong người tôi khỏe hơn nhiều. Mong muốn mọi người cùng ăn chay để mà bảo vệ những bạn đồng cư, những thú cưng của mình, vì họ cũng là giống như là thân thể của mình. Mình cảm thấy rất là vui và tự tin là khi mình ăn chay, nhiều người ăn chay họ biết nhiều về ăn chay. Mình không cần phải nói gì hết, mình chỉ cần mình nói là mình ăn vegan thôi là người ta tự nhiên ta wow, người ta giống như là người ta cảm thấy trời, cái đó là một cái mà hãnh diện đó. Mình cảm thấy vui lắm, mình tự tin rất nhiều về vấn đề ăn chay. Cái sự mà kỳ diệu mà nhất là rất là vui mừng á, là nhất là chồng mình huyết áp cao tới 15-16 lần á, còn trong máu ảnh trong máu có mỡ, gan nhiễm mỡ đó. Rồi ảnh đi á, thì ảnh cũng bị mệt rồi đau nhức người, sau đó rồi ảnh mới nói là ảnh cũng vái Phật Bà Quan Âm, nói là xin cho hai bây giờ con, giờ con người con không có được khỏe, hai con xin con ăn chay. Rồi ảnh nói là cho con ăn chay để con có sức khỏe. Thì nhưng mà ảnh không có cho mình biết là ảnh ăn chay nữa. Tới khi mà mình nói với ảnh, nói anh ơi, giờ mẹ con em là ăn chay nhanh nha, không có ăn mặn nữa. Thì ảnh cũng cười, ảnh mới nói thì hổm ra anh cũng ăn chay vậy. Nói ủa anh ăn chay hồi nào vậy? Nói ừ, tại vì anh thấy sức khỏe anh ăn mặn, sức khỏe anh không có tốt, cho nên giờ anh bái Phật Bà Quan Âm cho anh ăn chay để anh được khỏe. Thì đó, rồi xong rồi mới là bắt đầu cả nhà mình ăn chay luôn. Thì đó là khi mà ảnh ăn chay như vậy á, thì ảnh mới là tháng đầu tiên ảnh đi khám, thì bác sĩ nói là tình trạng sức khỏe ảnh có tiến triển tốt, là nó giảm bớt nhưng không có giảm nhiều. Rồi ảnh lại tiếp tục, bác sĩ lại cho thuốc uống, rồi lại nói là về. Rồi ảnh lại tiếp tục, ảnh về ảnh ăn chay nữa. Thì khi một tháng sau ảnh đi khám, thì cái người mà đo khám cho ảnh rất là ngạc nhiên. Người ta đo mấy lần luôn, ta nói ủa sao kỳ vậy. Cái bác sĩ mới cũng thắc mắc, nói ủa sao mà thường là đo một lần là xong, mà sao thấy đo mấy lần vậy em. Thì cái người mà y tá mới nói là bác sĩ ơi, tại vì em rất là ngạc nhiên, từ hồi trước, cái tháng trước em đo cái anh này nè, cái gì nó cũng còn rất là nhiều, ví dụ như huyết áp cao, rồi máu nhiễm mỡ, rồi gan nhiễm mỡ. Nhưng mà bây giờ á, thì là tháng này ảnh đo lại thì nó giảm nhiều lắm bác sĩ. Cho nên em mới ngạc nhiên, em mới đo kỹ lại mấy lần á, để em sợ em lộn. Đó, thì đó, thì xong rồi bác sĩ mới nói, ồ vậy hả, vậy rất là tốt rồi. Bác sĩ mới hỏi, ủa mà tại sao vậy? Hay là do uống thuốc hay như thế nào? Thì ảnh cũng cười, ảnh nói là tụi em có ăn chay đó bác sĩ. Bây giờ mà thấy ăn chay là cái chuyện bình thường. Bình thường lắm, không có cái gì là khó khăn hết. Đi đâu cũng có quán chay cho mình ăn mà không có khó khăn nữa. Hồi xưa ai cũng nói ăn chay sao sống. Nhưng mà bây giờ ăn chay là sống hả, đến 100 tuổi hơn luôn nữa. Chứ không phải là ăn chay mà quý vị thấy có người nào ăn mặn mà sống tới 100 tuổi không? Toàn là những người ta sống đẹp, sống xanh, đồ cơ thể người ta thích ứng được cái môi trường đẹp đó, nên người ta sống rất là thọ. Nếu mà quý vị ăn chay được, quý vị thử đi. Thử đi coi quý vị như thế nào. Thử thôi, không ai ép quý vị phải ăn cái điều đó. Đó là có quyền tự do của mọi người, phải không?
thành ra ăn chay đi nó tốt, nó tốt cho tất cả, tốt cho mọi thứ, vừa đẹp vừa trẻ ha, vừa có sức khỏe nữa mà gia đình hạnh phúc nữa đó. Thành ra chồng con cũng yêu thương nhau, nó tự nhiên mình ăn chay cái tự nhiên mình nhìn ai mình cũng thấy thương hết, mình cũng cảm thấy cảm động hết, không có cần phải nói một lời gì, tự nhiên nhìn nhau là cũng thấy thương rồi. Những con vật nó đều có tri giác, nó cũng biết đau đớn, nó cũng biết vui sướng vui mừng, nó cũng có cảm giác như mình đó mọi người ơi. Cho nên á, sợ mình khuyên mọi người nên ăn chay đi, rất là tốt cho sức khỏe, và mình mong ước một điều duy nhất thôi, khi mình mở mắt ra cái cả thế giới đều ăn thuần chay, lúc đó là thế giới vật chứng này, thế giới này nó sẽ là thiên đàng tại thế tuyệt đẹp luôn, mà chúng ta tất cả ai ai cũng muốn gìn giữ, muốn thương yêu, muốn chăm sóc nó cho ngày càng đẹp hơn.